Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, we will choose one sutta from the Anguttara Nikaya. The name of sutta is Kula Sutta. Ngài sẽ giảng một bài kinh trong Nikaya, đó là kinh Pula. Kula Sutta. In that sutta, the Buddha said, when bhikkhus came into a place or a family, people can get five benefits. Khi một tỳ khưu đến một nơi, when bhikkhus come to your place, you are welcome with a clear mind. That mind can be the cause of Deva realm. Khi mà tỳ khưu đến một nơi mà mình được welcome, được đón tiếp với một tâm hoan hỷ, thì cái tâm đó là tương xứng với lại cảnh giới của chư thiên. I'm welcoming bhikkhus with the respect. You are practicing the practice which can produce the Deva realm. Với là cái tâm hoan hỷ đó, thì cái tâm đó sẽ tương xứng và tạo ra một cái cảnh giới chư thiên. So today you have done such welcoming. Hôm nay quý vị đã có một cái tâm hoan hỷ đó. We may also learn the karma of the king or deva. Quý vị đã tạo ra một cái nghiệp để mà tương xứng sanh về cảnh chư thiên. So, king or deva is now staying in the second deva realm with a lot of glories. Đó là cái cảnh chư thiên thứ hai đầu xuất với nhiều phước báo. So, for the human and deva beings, they usually enjoy with the sensualities. Ở đó có nhiều thứ dục lạc, được hưởng nhiều dục lạc. So, for those who has a kusala, who has accumulated, they can reborn in deva realm. Những ai tạo được nhiều phước báo sẽ được sanh về chư thiên. So,
What Kamadeva have done in the past in the human life? Tất cả những nghiệp gì mà chúng ta tích tụ được trong cảnh giới của con người. Number one, he took care his parents the whole life. Thứ nhất là chúng ta có hiếu, báo hiếu cha mẹ. This is a Kamadeva's practice. Đó là tạo một cái nghiệp sanh về cảnh giới chư thiên. Also, he respect at least in the relatives such as uncle, auntie, etc. Thứ hai là chúng ta giúp những người cao niên, những người cần sự giúp đỡ. Also, he is happy in donation. Thứ ba là chúng ta bố thí, cúng dường. Also, he has no anger. No anger means, as an ordinary person, sometimes may have anger, but can remove quickly. Thứ tư là chúng ta không có tâm sân hận. Khi nào mà chúng ta có tâm sân hận, chúng ta loại trừ ngay lập tức. So if you want to reborn in the Deva realm, cannot have anger easily. Vì những người sanh về chư thiên thì không có tâm sân hận dễ dàng. So another thing is, he speak truth, not telling a lie. Thứ năm là chúng ta nói sự thật, chúng ta không nói dối. He speak gently, no use harsh speech. Không có nói ác khẩu. He speak to be united, no use slander speech. Và không có nói chia rẽ. These are the practice Kamadeva have done as the cause of Kamadeva. Đó là những cái nghiệp mà chúng ta có thể sanh về cảnh giới chư thiên. So you should practice those things to reborn the Deva realm, to get happiness of human and Deva life. Đó là những cái mà chúng ta nên tu tập để chúng ta có thể được sanh về cảnh giới chư thiên hoặc cảnh giới người. Okay, another factor, when a bhikkhu come to you, you pay respect. Paying respect, the worthy ones or the one with the moralities, you can reborn in a higher clan. Cho nên bất cứ khi nào một vị tỳ khưu giữ giới đến nơi của chúng ta đảnh lễ tiếp đón với sự cung kính thì chúng ta sẽ được sanh về những cảnh giới cao hơn. Once you reborn in a higher clan, you will be paid respect by many people. Like you are karma, you have done paying respect. Khi nào chúng ta sanh về những cảnh giới cao hơn thì chúng ta cũng được cung kính giống như là những gì chúng ta đã cung kính. So after that, when bhikkhu, you see bhikkhus in your place, you can remove your stinginess, wishing to share your properties, like offering flowers, like that. So, if you can remove stinginess, it can be the cause of great influence, the cause of life with many followers.
Cho nên khi tỳ khưu đến nơi chúng ta nên tập tu bỏ những cái sự bủn xỉn, thì chúng ta sẽ được hưởng những phước báo. So after that, by seeing in bhikkhus, you may give, you may offer this and that, offering of flowers, water, etc., food. So this is brightening the cause of being rich. Chẳng hạn như chúng ta cúng dường hoa, thực phẩm, nước uống, vân vân. So after that, from the bhikkhus, you may ask a question, you may listen Dhamma talk. So at that time, it is the cause of wisdom you have practiced. Và chúng ta có thể hỏi những vấn đề liên quan đến tu tập giáo pháp. Chúng ta có trí tuệ, phước báo về tu tập. Today, according to this teaching, you have a welcome, respect, removing stinginess, offering this and that, and listening in Dhamma. So those karma which can produce a great life, you have accumulated. Cũng như hôm nay chúng ta, quý vị đã rất là đón tiếp nồng hậu và cúng dường vật này vật kia đến nghe pháp, chúng ta đã gặt hái được rất là nhiều công đức. Okay, we should stop here for the talk. May you all be well and happy. Và chúng ta ngưng buổi thuyết pháp ở đây và Ngài chúc cho chúng ta được, mọi người được an vui. Sadhu, sadhu, sadhu. Quý vị có ai hỏi gì không? Dạ, ban tổ chức xin hỏi có Phật tử nào muốn đặt câu hỏi tới Ngài Thiền Sư không ạ? Ban tổ chức xin nghĩ chuyển mic tới ạ. Brother Chandan, we will listen Brother Chandan. Bhikkhus will recite Chandan. Maybe Bell just listen Bhikkhus Chandan. Các vị tỳ khưu sẽ tụng, quý vị chỉ ngồi nghe. Amanda Chagawalesu Adara Gachandu Devada Sadama Muni Rajasa Sunandu Saga Mokadam Damasavana Kalo Yam Badanda Damasavana Kalo Yam Badanda Damasavana Kalo Yam Badanda Namo dasa bhagavato arahato sammasambuddhasa
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Yesanda sanda jayda disarana sarana. Yata lokandrewa boma boma cha dewa. Guna gana gahana vyavada sabha kalam. Edeyayandu deva varakana gamaye. Meruraje vasando sando sando sahidom. Munivara vachanan sodumekhan samekhan. Savesu chakavalesu yakha deva cha brahmano. Yamai gadam bonyan sabha sambadhi saragam. Savedan numode dawa samaga sasane radha. Pamada rahida hundu arakasu vise sado. Sasana saja lokasa odi bhavasudu sabada. Sasana bija lokincha devarakandu sabada. Sade hundu sukhi sabe bariwarehi adano. Niga sumana hundu sasabehi nyadibi. Raja dova sora dova. Manosa dova manosa dova. Agi dova udaga dova. Pisacha dova kanuga dova. Gandaka dova, nekada dova, janabada roga dova, asadama dova, asandeti dova, asaburisa dova, chanda hati asa miga gona kogura iweji gamani sabadibi, echadreja sugara mahinsa yakarakasadihi. Nana vaya dova, nana roka dova, nana ubadava dova, arekhan ganandu. Benidana do bataya datagadasa dasa baramiyo, dasa ubabaramiyo, dasa brahmata baramiyo di, samadensa baramiyo, banja maha brechage. Lokata jariyan, nyadata jariyan, bodata jariyan di. Teiso jariyayo, bachima bawe gaba wogande. Jadeyan binekamanam, badana jariyan, bodhi balinge. Mara vijayan, sabinyude, nyanabadi vedam. Damajaka bodhana, noaloko daradamedi. Sabe bime bodha gune avo jedawa. Vesaliya disu bhagarandaresu Diyama radeyim baridam garundo Ayasama ananda tiroviya Karunya chaitam ubatabedava Kodisadasa sesu chakavalesu divada Yasanam badeganandi yinja vesaliya pure Rogamanosa dobeka samudan dividam bayam Kheba mandra dabesi braidan dam banamahe. Yani da buddhani samagadani. Pomani wa yani wa anda leke. Sabewa buddha sumana bhavandu. Athobi sagecha sunandu vasidam. Dasamai buddhani sametha sabe. Medan grotha manusiya bajaya. Diva ja rado ja harandi yevale Tasamahine rakata abhamada Yangenji vaidan idava huramva Sagesuva yaradhanam banidam Nano samadhi dhata gadena Idambi bhaude radhanam banidam Edena sajena suvati hodu Kayam viraga amadam banidam Yadejaga sajamuni samahido Nadena damena samati genchi Idami dame radhanam banidam Edena sajena suoti hodu Yambauda seto bariwuni suche
samadhi manandari kinya mahu samadhi na dina samo na vijadi idami dame radhanam banida edena sajena suvati hodu yebhaukala thasadam basata chadariye dani yugani hundi dedakiniya sukadasa savaka edesu dinani mahaphalani idami sangharadhanam banida edena sajena suvati hodu yathena kilo bhatavaisi dosiya chadavi vadehi asamagam biyo tatubhaman saburi samvadami yoriya sajane vajja basadi idami sangharadhanam banida edena sajena suvati hodu yeriya sajani vibhavayandi kambira benyena sude siddhani kenja vidi undi busambamada nadevavantama mariyandi idami sangharadhanam banida edena sajena suvati hodu savasa dasana samaraya tiyasu dhamma jahida bondi Sakaya deti vichikaichi denja sila vadamva viyadati kenchi chaduvabhaye ja vipamodo chesavi thana niyabhava kado irami sangharadhanam banida edena sajena suvati vadu kenjabhi sogama grodi babakam kayena vaja uda chidasava Ababa sodasa bhadechadaya, Ababa da deta bhadasa voda, Irami sangharadhanam banida, Edena sajena suvati hodu, Vanabhagombe yata posi deke, Kaimana mase bhatama samengame, Tatubhaman dhamma varam adesayi, Nibbana kame brahma hidaya, Irami bhaude radhanam banidam edena sajena suvati hodu Vara varenyu varado varaharo anodaro dhamma varan adesayi Irami bhaude radhanam banidam edena sajena suvati hodu Khinam burana navanati sambo virada jaita yadike bhavasame Dekina vijja avironi chanda naibhani dira yathayam badibo Irami sangharadhanam banidam edena sajena suvati hodu Yanida buddhani samagadani bhomani va yani va andalekhe Tathagadan devamnosa bujidam bhodhan namasama suvati hodu Yanida buddhani samagadani bhomani va yani va andalekhe Tathagadan devamnosa bujidam dhamma namasama suvati hodu Yanida buddhani samagadani bhomani va yani va andalekhe Tathagadan devamnosa bujidam sangha namasama suvati hodu Yasa anubhava do yakane va dasendi bensana Yami jeva nuyongjando radendi va madandi do Sukhan subdi saudo ja babangenji nabasadi Ewa madi gunubedam braidam dam banamahe Karaniya matagu salena yanasana badam bisamecha Sago juja su juja suva joja samudu nadi mani Sando sago ja suvaro ja abhage joja sanuga odi Sanendari oja nivago ja abhagavo gulesa va nanu gaido Naja gauda majare genji ina vinyu bre uba vadeyo Sukhi no va khemi no hundu savasada bondu sukhi dada Yege jibana buddhati dasawa dhaurava nava sesa Dikawa yeva mahanda majima rasaka nugatula Daitawa yeva adaita yeva dure vasandi avi dure
Buddha wa samawe siwa savasada bondu sukhi dada nabro brani go beta nadi minyeta gadaji na genji yarosana badiga sanya ninya minyasa doka mecheya mandayata niyam buddha mayusa ega buddha manurake evambi sava buddhesu manasam bhavyaya barimanam Medenja Savaloka Samay Manasam Bhavyaya Barimanam Odan Doja Diriyanja Asambhadam Avira Masabhadam Daitan Charani Sainova Sayano Yavadasa Vidamedo Edan Sadain Daitaya Brahma Medan Vihara Midamahu Daitanja Nubagama Silava Dasanina Sambano Kamesu Vinaya Gera Nai Jado Gavaseya Bunaredi Idibiso Bhagava Araham Sama Sambodo Vajajarana Sambano Sugado Loka Vidu Naudaro Purisa Dhamma Sarati Sata Deva Manosana Bodo Bhagava Swakado Bhagavada Dhammo Sandeti go agali go, ehibasi go bani go, pajadam vedidavo vinyuhi. Sobadi bano bhagavado savaga sango, ujobadi bano bhagavado savaga sango, nyayabadi bano bhagavado savaga sango, samijabadi bano bhagavado savaga sango. Yadidhan chadari purisa yugani atha purisa bhogala Esa bhagavado savaka sango ahuneyo bahuneyo Dakineyo anjali garaniyo anaudaram punyakedam lokasa Evam bhaudan sarandhanan dhamman sangencha bhikkhavo Payamva chambhidadhamva lomahanso nahesadi Yandoni Maidan Wa Mangalanja Yojamana Bo Saguna Sasado Babegaho Dosubina Gandam Bodhanu Bhavena Vina Samindu Yandoni Maidan Wa Mangalanja Yojamana Bo Saguna Sasado Babegaho Dosubina Gandam Dhamma Nubhavena Vina Samindu Yandoni Maidan Wa Mangalanja Yojamana Bo Saguna Sasado Babegaho Dosubina Agandam Sanghanu Bhavena Vina Samindu Bhavadu Sava Mingalam Rakandu Sava Divada Sava Bhavda Nubhavena Drasukhi Bhavandu De Bhavadu Sava Mingalam Rakandu Sava Divada Savadama nubhavena zrasukhi bhavandu de Bhavadu savamingalam rakandu savadivada Savasangha nubhavena zrasukhi bhavandu de Sadhu, sadhu, sadhu Thank you.